là một trong những món ăn ngon và hương vị đậm đà nhất trong kho tàng ẩm thực Việt Nam. Bún bò Huế rất được ưa chuộng và điều thú vị là món ăn này có thể được ăn vào mỗi buổi từ sáng đến chiều tối. Bún bò Huế đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á đưa vào danh sách top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Một tô bún bò Huế ngon sẽ có vị ngọt của nước hầm xương, vị béo của giò heo, có vị cay nồng mang đặc trưng của xứ Huế. Nước hầm xương trong bún bò chứa sả cùng với mắm ruốc, một loại mắm mà chỉ có ở xứ Huế, tạo nên vị ngọt đặc trưng mà không nơi nào có được. Bún bò Huế du nhập vào Sài Gòn đã được cải biên rất nhiều, không dùng huyết heo, tăng mùi thơm từ sa tế, hạn chế mùi mắm ruốc, làm cho tô bún bò Huế theo hương vị Sài Gòn trở thành món ăn rất ngon và đẳng cấp. Kinh doanh món bún bò Huế là cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, để kinh doanh hiệu quả món ăn này, đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố rất quan trọng, đó là chất lượng món ăn và giá thành sản phẩm. Thầy Nguyễn Quốc Y, người được mệnh danh là phù thủy chế biến các món nước tại Việt Nam, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu món bún bò Huế. Thầy Y đã nấu ra món bún bò Huế ngon vượt bậc về chất lượng, hương vị thơm ngon đặc biệt, tạo đẳng cấp cho món ăn. Vợ chồng anh Tuấn Anh hiện đang sống tại Cà Mau. Anh đã tìm đến thầy Y để được truyền nghề sản xuất và kinh doanh bún bò Huế. Hôm nay một ngày cuối tháng 5 2022 thì vợ chồng anh Tuấn Anh từ Hưng Yên, anh hai vợ chồng tìm đến đây học cái món bún bò Huế. Cái món ăn nổi tiếng. Và anh chị mong muốn là học để kinh doanh tại Cà Mau, ở vùng đất mũi của đất nước. Thì món bún bò Huế phải nói là món ăn rất là ngon và đẳng cấp. Nó không thua gì cái phở bò ha, phở bò. Và được cả nước, cả thế giới yêu thích. Thì với thầy, bún bò Huế phải nói là cái món mà nó rất hấp dẫn ha, và ai cũng ăn được, và ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối được. Cái mức độ hấp dẫn nó rất là cao. Bún bò Huế có thể là kết hợp với lại rất là nhiều loại nhân từ bò và heo. Giúp cho cái món bún bò Huế nó rất là phong phú về nhân. Cũng như là cái loại rau ăn kèm, làm cho ăn bún bò Huế rất là hấp dẫn và nó không có ngán. Đó, những cái rau như là rau muống trẻ hay là hoa chuối, những loại rau thơm kết hợp vào trong bún bò thì phải nói là món ăn rất là hấp dẫn và như là nó hoàn hảo. Thì để học một món bún bò Huế thì thầy chuẩn bị những cái nguyên liệu đó, để cho các bạn hướng dẫn các bạn cái lựa chọn nguyên liệu từ xương đến các loại thịt, các loại nhân, rồi chả, rồi bò viên. Đó, thầy hướng dẫn cách sơ chế, rồi cắt đóng gói, bảo quản, cách hầm xương thế nào, rồi ướp hương thế nào, rồi định lượng gia vị để đạt được cái tô, cái nồi nước lèo là nước lèo đẹp và thơm ngon, nó đẳng cấp. Thầy Y đã hướng dẫn trực tiếp anh chị cách lựa chọn và bảo quản các nguyên liệu như xương bò, thịt bò, bắp bò, bò viên, chả Huế, bún, rau củ để nấu bún bò Huế. Cách hầm xương để nấu nước lèo theo hướng công nghiệp, phương pháp nấu, ướp hương, nêm gia vị, đảm bảo nước lèo trong và giữ được hương vị bún bò Huế thơm ngon đặc trưng. Đặc biệt, thầy Y hướng dẫn cách giảm giá thành tối đa khi hầm xương nấu nước lèo. Các bí quyết về cách luộc thịt bò, bắp bò, cách làm sa tế ngon đều đã được thầy Y chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Thầy Y đã đưa ra công thức nêm nếm gia vị, hương thơm phù hợp với người dân Cà Mau, hương vị đậm đà cay và thơm ngon. Thầy hướng dẫn cách hầm theo cái dạng công nghiệp, là hầm nước cốt để dùng cho nhiều ngày. Đó, và có thể là đưa ra và bán kinh doanh cho nhiều nơi. Đó, thầy hướng dẫn cách luộc thịt, rồi luộc giò heo, cách xử lý các mùi thơm trong cái nước lèo cũng như là các nhân trong cái bún bò Huế. Rồi thì ngoài ra thì thầy hướng dẫn làm sa tế ha, là một cái loại gia vị rất là quan trọng trong cái món bún bò. Đó, sa tế để dùng làm ướp trong cái nồi nước lèo và cũng như là sa tế dùng trong để cho khách có thể nêm nếm thêm, tăng cái độ hương, cái cay, độ cay và hương trong bún bò Huế. Rồi cái khâu quan trọng nữa là đó là cái khâu mà bán hàng ha, thầy hướng dẫn cái khâu bố trí cái quầy bán hàng. Đó, làm sao mà có thể là thao tác nhanh ha, là đó, làm sao tô bún bò ra phải nóng ha, và đó, bảo quản được tất cả loại nguyên liệu.
Đó thì thầy hướng dẫn theo cái quy trình thực tế tại tại nhà hàng của thầy. Đó thì những cái tô bún bò được múc và trang trí rất là kỹ lưỡng để đạt được cái tô bún bò thơm ngon, chất lượng. Thì đó là toàn bộ những quy trình, những cái bí quyết mà thầy chuyển giao khi các bạn học cái nghề bún bò Huế. Tất cả các quy trình sản xuất và bảo quản được xử lý tại bếp trung tâm và quầy bán hàng được bố trí rất khoa học, giúp cho thao tác nhanh hơn và không sử dụng nhiều nhân công. Xin chào mọi người, mình là Tuấn Anh, mình đến từ Hưng Yên. Hôm nay mình lên đây mình học món bún bò Huế của thầy Y. Trong quá trình mình học thì mình cảm thấy thầy dạy rất là nhiệt tình và dạy hướng dẫn cho mình rất chu đáo. Tất cả các mọi thứ từ khâu chuẩn bị rồi dùng nước lèo rồi rau măng, rau ăn lên rồi tất tần tật mọi thứ đều mình rất là hài lòng. Mình cảm ơn thầy đã truyền đạt cho mình cái kinh nghiệm của món bún bò Huế này. Mình sẽ mang về để quê hương để mình mở rộng mô hình kinh doanh của mình để phục vụ cho mọi người nó rất là tốt nhất. Để cảm ơn thầy đã truyền đạt này cho mình, một lần nữa mình xin cảm ơn thầy ạ. Những giải pháp của thầy Y giúp cho vợ chồng anh Tuấn Anh rất tự tin khi chọn kinh doanh mô hình quán bún bò Huế. Chúng tôi tin rằng món bún bò Huế sẽ nâng tầm và luôn giữ vị trí là món ăn ngon hàng đầu, góp phần tạo nên cơ hội kinh doanh lớn cho người Việt tại Việt Nam và trên toàn thế giới.